Xin chào tất cả mọi người, chúng ta quay lại với kênh YouTube của luật sư Thành Nguyễn. Tôi là luật sư Nguyễn Văn Thành, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Huy Thành thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Kính thưa mọi người, là trong quá trình thực hiện tư vấn pháp luật qua hệ thống tổng đài 1900 6179, chúng tôi đã tiếp nhận được rất nhiều các câu hỏi, các nội dung yêu cầu tư vấn liên quan đến việc nếu một cặp vợ chồng mà sinh con từ thứ ba trở lên thì có bị xử lý theo quy định của pháp luật hay không. Thì thưa mọi người rằng là theo quy định của pháp luật ấy, thì thực tế thì luật theo luật hôn nhân và gia đình ấy, thì không có các quy định nào cấm mỗi cặp vợ chồng không được sinh con vượt quá hai. Tuy nhiên thì từ trước đến giờ ấy, thì nhà nước ta vẫn có một cái chủ trương là khuyến khích mỗi cặp vợ chồng chỉ nên sinh từ một đến hai con nhằm đủ điều kiện để nuôi dạy các con một cách tốt nhất. Đối với những cái trường hợp là đảng viên ấy, thì lại cần phải gương mẫu và đi đầu trong thực hiện chủ trương này. Do đó thì theo quy định của Bộ Chính trị ấy, thì đảng viên sinh con thứ ba là hành vi vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình sẽ bị xử lý kỷ luật và các cái hình thức khác nhau. Vậy qua cái video này chúng tôi xin phép được thực hiện một số nội dung tư vấn liên quan đến việc nếu đảng viên mà vi phạm mà cái chính sách về kế hoạch hóa gia đình về dân số thì sẽ bị xử lý như thế nào. Kính thưa mọi người ấy, thì theo cái quy định số 102 quy định của Trung ương của Bộ Chính trị ấy, năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, thì đảng viên sinh con thứ ba được coi là hành vi vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình sẽ bị xử lý kỷ luật với các hình thức khác nhau, các mức khác nhau, cụ thể như sau. Đảng viên mà sinh con thứ ba thì sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Thứ hai là đảng viên mà sinh con thứ ba gây hậu quả nghiêm trọng hoặc sinh con thứ tư sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức nếu có chức vụ. Thứ ba là đảng viên sinh con thứ ba, thứ tư mà gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc sinh con thứ năm trở lên thì sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật là khai trừ khỏi đảng. Ngoài ra trong trường hợp mà đảng viên mà có cái dấu hiệu gian dối trong cái việc mà cho con đẻ hoặc nhận con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm trốn tránh cái hình thức kỷ luật đấy, thì cũng sẽ bị áp dụng cái hình thức kỷ luật khi mà bị phát hiện đấy, thì cũng sẽ bị áp dụng cái hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ ra khỏi đảng. Tuy nhiên ấy, thì theo quy định số 05 của Bộ Chính trị năm 2018 ấy, thì có một số các cái trường hợp mà sinh con thứ ba không bị coi là vi phạm chính sách dân số của kế hoạch gia đình, cụ thể như sau, mọi người chú ý nhé. Cái thứ nhất ấy, là cặp vợ chồng sinh con thứ ba nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ giảm về dân số. Thứ hai là cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên. Thứ ba là cặp vợ chồng đã có một con đẻ sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên. Thứ tư là cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi. Thứ năm là phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh. Thứ sáu là sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người mẹ và có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên. Đấy, thì như vậy là ngoài những trường hợp mà đảng viên sẽ bị kỷ luật khi mà sinh con thứ ba trở lên, thì có những trường hợp theo cái quy định 05 năm 2018 của anh chị, thì có những trường hợp đảng viên sinh con thứ ba từ thứ ba trở lên thì sẽ không bị xử lý kỷ luật, để mọi người có thể tham khảo và đặc biệt là các đảng viên có thể tham vấn tham khảo và áp dụng theo đúng cái chính sách kế hoạch hóa gia đình dân số kế hoạch hóa gia đình của Bộ Chính trị. Trên đây là những cái tư vấn liên quan đến việc nếu đảng viên mà sinh con thứ ba trở lên sẽ bị xử lý kỷ luật như thế nào, để mọi người cũng như là các đảng viên tham khảo áp dụng. Trong trường hợp mọi người cần tham vấn tư vấn thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hệ thống tổng đài 1900 6179 của luật sư Thành để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ nhận được sự quan tâm chia sẻ của tất cả mọi người bằng việc đăng ký kênh YouTube của luật sư Thành Nguyễn, qua đó có thể đưa kênh YouTube của luật sư Thành Nguyễn đến với đông đảo người dân để người dân có thể tham khảo
kiến thức pháp luật hoàn toàn miễn phí từ luật sư Thành. Sau cùng xin cảm ơn mọi người rất nhiều.